Kính thưa quý vị, liên quan đến đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải về việc cho phép Cục Đăng kiểm Việt Nam được ký hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc Cục cho đến khi tuyển dụng đủ viên chức theo quy định để nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng hiện nay, Bộ Nội vụ đã có phản hồi cụ thể. Bộ Nội vụ khẳng định nếu các trung tâm đăng kiểm được xác định là đơn vị tự chủ chi thường xuyên thì việc ký hợp đồng lao động sẽ thực hiện theo Nghị định 60 và 111. Theo Bộ Nội vụ nêu rõ, việc ký kết hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ thực hiện theo đúng quy định tại khoản 1 điều 9 Nghị định 60 và các quy định khác có liên quan tại Nghị định 111/2022 quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và sự nghiệp công lập. Được biết, hiện Cục Đăng kiểm đã thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm liên quan tới nhân sự, tài chính, không hưởng lương ngân sách, có đề xuất được ký hợp đồng lao động để bổ sung nhân sự thiếu hụt. Việc ký hợp đồng được thực hiện tới khi Cục Đăng kiểm tuyển dụng đủ viên chức theo quy định. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý cho quý bà con miền Tây Nam Bộ nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xu thế xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng. Ghi nhận tại tỉnh Bến Tre, năm nay nước mặn xâm nhập sâu, diễn biến phức tạp trên hai sông Hàm Luông và Cổ Chiên. Độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập đến ấp Phú Mỹ, xã Nhuận Phú Tân, Mỏ Cày Bắc, cách cửa sông 56 km. Độ mặn 1 phần ngàn xâm nhập đến ấp Sơn Châu, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, cách cửa sông 72 km. Trên sông Hàm Luông, độ mặn 4 phần ngàn cũng đã xâm nhập đến ấp Thanh Xuân 3, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, cách cửa sông 58 km. Độ mặn 1 phần ngàn xâm nhập đến ấp Phú Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, ấp Long Vinh, xã Long Thới, ấp Định Bình, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, cách cửa sông 70 km. Trên sông Cửa Đại, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu, cách cửa sông 41 km. Độ mặn 1 phần ngàn xâm nhập sâu 48 km, cách cửa sông. Trước tình hình này, các địa phương nên theo dõi và kiểm tra độ mặn tại các cống, đầu mối để có kế hoạch đóng, mở cống phù hợp. Người dân cần kiểm tra độ mặn trước và trong khi sử dụng, chủ động trữ nước ngọt khi tình hình xâm nhập mặn giảm. Sau khi người trồng cam sành ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ điêu đứng vì rớt giá thê thảm, thì đến nay tiếp tục những vườn trồng bưởi da xanh lại bị thất thu, khiến cho bà con chỉ biết than trời. Nhiều nhà vườn tại thủ phủ bưởi da xanh phải trồng xen dừa sim chờ thời vì suốt gần 2 năm trái bưởi rớt giá không có lãi. 2 năm gần đây, bưởi da xanh liên tục rớt giá, thương lái mua xô, thu mua hết các kích cỡ lớn nhỏ tại vườn, dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng một ký. Bến Tre hiện có khoảng gần 10.000 hecta bưởi da xanh, chiếm hơn 30% diện tích bưởi ở miền Tây, 32.000 hecta. Hàng năm cho gần 200.000 tấn trái, tập trung chủ yếu ở huyện Châu Thành, hơn 3.300 hecta. Do thời gian bưởi giảm giá khá lâu, cộng với tình trạng hạn mặn xâm nhập sâu, bất thường những năm gần đây, nhiều người dân đã hết mặn mà với cây bưởi, chuyển sang trồng các loại cây khác như dừa, có khả năng thích nghi cao hơn với hạn mặn. Hiện nay, ngành nông nghiệp đang tập trung hướng dẫn, đào tạo nông dân sản xuất theo hướng hữu cơ để đáp ứng yêu cầu của các thị trường lớn như Mỹ, EU.